Tâm à, con có quán trách mẹ thì mẹ cũng đành cam chịu. Nhưng thằng em của con từ nhỏ nó mang căn bệnh ngặt nghèo và sống không được tự do như bao đứa trẻ khác. Chuyện ghét mắt nó hoàn toàn không biết. Như vậy chuyện em con có tình cảm với Lẹ là do... Phải, là do nó đang mang đôi mắt của con đó. Nhưng thời mẹ chỉ nghĩ là gia đình con rời khỏi đây một thời gian, chờ em con nó nguôi ngoai rồi tính sao. Tôi và mẹ Nguyệt sẽ làm theo ý của bà, là rời khỏi đây để tránh chuyện đáng tiếc xảy ra. Thật sao? Con có giận khi mẹ ra điều kiện này không? Tôi đã suy nghĩ nhiều đêm và rất chín chắn khi nói với bà điều này. Thật sự tôi không dám giận bà. Tôi chỉ xin bà một điều này thôi. Con cứ nói đi. Lẹ là người con gái tôi yêu thương, Gia Bảo cũng yêu thương Lẹ. Tôi muốn Lẹ được sống tốt những ngày sau này. Bà cho tôi gửi lại Lẹ và cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc. Dù ở nơi xa, tôi cũng chúc phúc cho em trai của tôi và Lẹ sống đến răng long đầu bạc. Bà có hứa với tôi điều này được không?